Nhân ngày 20 tháng 4 là ngày thương hiệu Việt Nam, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã tổ chức diễn đàn thương hiệu quốc gia với truyền thông và cộng đồng. Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho biết, diễn đàn được tổ chức với mục tiêu giới thiệu tới các cơ quan, tổ chức hữu quan, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình thương hiệu quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. Tại diễn đàn, các chuyên gia trong và ngoài nước đã trình bày những tham luận về vai trò của công tác tuyên truyền đối với phát triển hình ảnh quốc gia Việt Nam, kinh nghiệm của Thụy Điển trong việc phát triển hình ảnh thương hiệu quốc gia, vai trò của doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia trong quá trình hội nhập, vân vân. Qua đó, đưa đến thông điệp cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa thương hiệu quốc gia với truyền thông và cộng đồng. Được biết, chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình được chính phủ phê duyệt từ năm 2003, giao cho Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, triển khai nhằm xây dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam là đất nước có uy tín về hàng hóa và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao tới cộng đồng quốc tế.